Trong nhân gian con tim hay đổi thay câu yêu đương điêu ngoa trong khóe môi, anh thì không. Trong nhân gian tình yêu có mấy ai ghen đua nhau cho nhau như đơn đầu, anh thì không. Quên bao năm quên khi ta có đôi, quên bao nhiêu gian nan ta đã qua, anh thì không. Khi đêm sâu bao quanh cho tôi đêm, em bao dung môi em như ánh sao trong đêm dài. Nhìn đàn ông giống nhau, trọn đời anh cũng như đàn ông ta. Vì đã yêu thì dù anh thế nào, vạn lần em vẫn thứ ở cho người. Yêu anh chân thành tiếng yêu ban đầu, yêu anh ngây thơ với con tim hồng. Yêu anh cho dù đến mai sau này, không ai ngăn chia đàn ông khác. Vì đã yêu thì dù anh thế nào, vạn lần em vẫn thứ tha cho người. Thế gian nghìn đàn ông giống nhau, trọn đời anh cũng như đàn ông khác. Vì đã yêu thì dù anh thế nào, vạn lần em vẫn thứ tha cho người. Thế gian nghìn đàn ông giống nhau, trọn đời anh cũng như đàn ông khác. Đã yêu dù rằng anh thế nào, vạn lần em vẫn thứ tha cho người. Hey! Cảm ơn em, cảm ơn Mỹ Ngọc, cảm ơn Mỹ Ngọc. Cảm ơn tất cả mọi người. Trời ơi, này chắc em gái Mỹ Tâm nè, hát hay quá trời. Anh phải đứng kê em để bảo vệ, bởi vì có ham thần này bu em quá, bám em suốt. Bơ ơi, có vợ rồi mà, về đúng sao đời bơ. Cũng biết thưởng thức cái đẹp chứ. Về về anh ơi, về đi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh. Bởi vậy cảm ơn Mỹ Ngọc nha. Mỹ Ngọc đã mang đến cho chúng ta một cái bài hát rất là vui, rất là sôi động để không khí đêm nay của chúng ta tưng bừng hơn, nhộn nhịp hơn. Anh thì không, dạ đúng, nhưng mà em thì có. Em có rất là nhiều cái điều bất ngờ tiếp tục dành tặng cho mọi người trong đêm tiệc này. Và thử thách thứ ba mà Đại Nghệ muốn dành cho tất cả các anh chị em ở đây, đó là thử thách nghe nhạc bắt chữ. Và đây cũng được xem như là một thử thách dành cho tôi, dành cho chủ nhà. Ủa sao vậy? Bởi vì em sẽ phải là cái người hát. Trời ơi, nghĩa là ca sĩ à? Nghĩa là ca sĩ à? Anh hát rồi sao? Anh hát rồi sao? Sao vậy? Anh nói nhở? Nghĩa sao vậy? Sao lại nghĩa là ca sĩ? Ủa chị? Này, má chị này, dù gì cũng là nhà của anh. Chúng ta đã sai rồi. Không cho chơi nữa, nó đuổi về là xấu cả lưu đi. Đó. Dù gì cũng là nhà của anh, mà anh chị kỳ quá. Trời ơi, tôi bỏ tiền, tôi mời ca sĩ, tôi mời ban nhạc tới đây, tôi có quyền được hát chứ. Đúng rồi. Thì bây giờ tôi hát mấy anh chị với bạn đoán đi. Đúng không? Tại vì em biết sao cũng thôi thôi, tập trung, ngồi xuống, tất cả ngồi xuống và nghe lời anh. Anh là người đàn ông men nhất showbiz Việt, ngồi đây. Tôi sẽ hát một cái đoạn nhạc nào đó, dĩ nhiên là những cái bài hát cũng quen thuộc chứ không phải là quá xa lạ đâu. Nhưng mà cái câu cuối trong cái đoạn nhạc đó tôi sẽ cố tình đổi từ, và nếu như bên nào nhận ra đó là cái câu hát sai và mình phải biết được cái câu hát đúng là gì nha. Nhấn chuông giành quyền trả lời, và một câu các bạn trả lời đúng các bạn sẽ mang về cho mình 2 điểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Để tôi nhắm coi tôi mời ai mở màn khai trương đầu tiên đây. Em mời chị Mỹ Hạnh đội bên đây nè. Dạ, mời chị Mỹ Hạnh. Mời anh Long Nhật. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng buồn vời vời xa xôi, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi, thương khói lam ban chiều và chúng mình vẫn còn bên nhau. Thương khói lam ban chiều và mái tranh thôi còn nằm nôi. Tông hơi cao. Trời ơi, tông cao quá. Chị ơi.
Chính xác. Thương cho lắm ban chiều và mai chẳng thơ còn nằm đôi. Chúc mừng chị Mỹ Anh. Tông không có quan trọng, quan trọng là hát đúng thôi. Dạ dạ dạ. Chị dạ, Hạnh là cứu hết đội mình luôn. Em cảm ơn anh Tông. Sao đi về vậy hả? Dạ dạ đúng rồi anh thua em đó. Dạ anh có ý kiến gì em? Dạ em có ý kiến là mời chị Mỹ Hạnh thi dùng cho ba đứa em. Dạ gánh thêm luôn. Dạ gánh thêm ba đứa em luôn. Ba đứa em không biết gì về nhà vui lắm. Em như là đại diện hả? Một cho tất cả đó hả? Anh Nghĩa, em buồn quá à. Bài đó em biết, em thuộc luôn mà anh không mời em. Sao anh biết được là em biết hay không? Anh em thêm mới biết chứ. Thì bây giờ anh mời em, mời Thảo Nguyên. Và đội bên kia anh mời Mỹ Hạnh, Hoàng rapper. Ôi trời ơi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Đọc rap đi nha. Đọc rap đi luôn ạ. Khi biết em mang kiếp cầm cá, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người, bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không. Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa. Làm gì anh nghĩ rằng đời người ca sĩ rất vui và rất hồn nhiên. Sao Hoàng? Đây là bài ruột em sao? Đây là bài ruột thừa của anh. Đây là bài ruột thừa của anh. Thôi không chịu đâu. Bài dạ, cái câu đúng phải là à, đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu. Chúc mừng Hoàng Lâm. Yeah. Anh thôi. Tiếp theo. Anh thôi. Xin mời Ốc Thanh Vân và Đình Hiếu. Hai bà. Rồi. Chết rồi, cố lên Hiếu. Cố lên Hiếu. Ráng lên Hiếu. Nhậu nhiều để làm gì Hiếu? Nhậu nhiều để hát cho hay Hiếu ơi. Tôi mà hát được là tôi ra album lâu rồi. Bắt đầu. Cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng trăng, tôi làm con đò nhỏ, chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ, tôi làm mái chèo lướt sóng. Đưa tôi về, đưa tôi về mái nhà yêu thương. Mời Thảo Nguyên. Thảo Nguyên ngồi xuống. Mời Ốc. Đưa tôi về với người tôi yêu. Sai rồi. Em. Và Ốc Thanh Vân mang về cho mình 2 điểm. Em xin lỗi anh chút xíu. Mọi người làm cái gì vậy? Trong yêu là có thương mà. Này, nhân chứng sụn ra đây. Bài này anh trúng, bài này anh mua một căn nhà mặt tiền. Bài này là anh. À, đúng rồi. Xin mời anh Quân và anh Bảo Tuấn. Bắt đầu. Đầy ra coi lòng hết đau chưa, kể người ta đừng có hay mơ. Lấy chồng đường đời còn bao kẻ chờ. Dậy đi mua đồ nấu canh chua, dậy coi ba mày mở cơm trưa. Cơ gì mà nằm sầu thương. Anh Quân đã bấm trước, mời anh Quân. Cơ gì mà lòng buồn thiêu, buồn thiêu. Sai một chữ thôi. Sai rồi, anh hát lại. Mời anh Tuấn. Cớ gì mà nằm buồn thiêu, buồn thiêu. Cớ gì mà nằm buồn thiêu, buồn thiêu. Chính xác, chúc mừng anh Vương Bảo Tuấn. Xin mời chị Mỹ Hạnh và anh Long Nhật. Em ơi anh nhớ, em ơi anh rất nhớ, từng câu nói anh mang.
mắt của em giờ này ở nơi đâu? Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi, chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay bước vẫn vương, ta nhớ nhau. Mời anh Long Nhật. Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi, anh nhớ em. Chính xác, chúc mừng. Mời Thảo Nguyên và Phan Rapper. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình khắc sâu. Nhớ thương đầy vơi, mong thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó, vàng nghe hơi nắng, thấy tim mình đang yêu. Thảo Nguyên, mời em. Và nghe hơi gió biết tim mình vừa mơ. Sai, hơi gió hả? Hơi gió. Hoàng Rapper. Sao? Ủa? Biết. Hát lại nguyên câu. Hát từ hết giờ nha. Bấm, nó hát ly. Hát có thuộc chữ nào đâu hát. Hát gió đâu hát. Ôi, cấm hát nha. Hết giờ. Và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Biết quá. Thảo Nguyên em bị sai một từ. Ủa em hát vừa mơ là rằng mình mơ. Quê. Em hát là tim mình vừa mơ. Tim em có chữ tim mà không có. Đúng rồi. Và nghe câu đúng là và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Trời. Và với cái bài Sầu Tím Thiệp Hồng này thì hai đội không có ai ghi được điểm hết. Thảo Nguyên, em hát mà em đưa nội tạng vô chi vậy? Tự nhiên đưa nội tạng vô, em sai rồi. Nội tạng vô chi. Và với cái bài Sầu Tím Thiệp Hồng này thì hai đội không có ai ghi được điểm hết. Lần này thì xin mời anh Tuấn với lại anh Quân. Cớ sao buồn đầy kim, cớ sao sầu đầy kim, ai thương em hơn đánh mặt tìm, cớ sao hoài đầy kim, có biết chăng lòng anh đã mơ mộng ước chung nhà cùng nhau. Có biết chăng lòng anh đã mơ từng phút vui buồn cùng em. Rất vui, rất sôi động và chúc mừng anh Quân 2 điểm. Và cặp đôi cuối cùng, Ốc Thanh Vân, Đình Hiếu. Đình Hiếu lên. Trăm sự anh nhờ em, trăm sự anh gửi trọn vào em. Ngay lúc này anh đừng tin tưởng vào em. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìm. Hey! Đường đời mịt mù vạn nẻo về đâu? Mong chờ duyên kiếp, ai mang nỗi sầu? Cái này là em cắt được rồi nè, cái này là em vô dễ thương nè. Đưa lối bắt cầu. Em ơi nếu mộng không thành thì sao? Hey! Non cao đất rộng biết đâu mà tìm. Đường đời mịt mù vạn nẻo về đâu? Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắt cầu. Trước tiên các bạn ơi, chúng ta dành một tràng pháo tay cho ban nhạc của Đêm Tiệc Cùng Sao. Cảm ơn tất cả các anh em đã hỗ trợ cho anh trong tiết mục này. Và một tràng pháo tay nữa dành cho nam ca sĩ Đại Nghĩa. Ai xô,
quý vị thấy không, nãy giờ tôi chinh chiến với 8 cái miệng này mà tôi hát còn được là mừng lắm rồi. Dạ lẽ ra sau khi chinh chiến với 8 cái miệng này xong, anh Đại Nghĩa, anh Đại Nghĩa, em hái mộ anh, em hái mộ anh Đại Nghĩa. Anh Nghĩa ơi, nhủ quê à. Cái gì mà như cúng em vậy? Tề Thiên Đại Thánh ăn trái cây thôi sao? Ăn trái đi em. Cái gì mà như cúng em vậy anh Nhật? Ăn văn hóa thần tượng đi anh ơi. Nghĩa là đi ăn trái nho kiểu hoàng cung ngắt cái thời mà anh làm xúc động quá, anh cắn cái hộp đắng quá. Dạ thưa quý vị, ở cái trò chơi thứ ba này thì gia đình chị Mỹ Hạnh ghi được 8 điểm, gia đình của anh Vương Bảo Tuấn là 6 điểm. Điểm tổng kết sau cả 3 thử thách, gia đình chị Mỹ Hạnh là 20 điểm, gia đình của anh Vương Bảo Tuấn 12 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo của Đêm Tiệc Cùng Sao.